như gì má? Lòng nhân ái hả má? Mất ăn về sữa thùng đá. Lần đầu tiên có mặt tại Sài Gòn của Hộp Tiền. Quá đã luôn nha. Lần đầu tiên mình uống cái trà sữa này nè. Uống trà sữa cũng nhiều lần rồi, nhưng mà trà sữa mở thùng đá là lần đầu tiên uống. Mọi người ơi, cái này là giá 75k nha, là sẽ có trà sữa với mà có thùng đá. Còn mọi người muốn ăn tất binh thì mọi người phải tự mua xin nha. Em mua hả? 100.000 tiền tất binh. Uống cho đã. Cái này là bánh lăng nè. Bánh lăng nhà làm đúng không? Không, mình ba làm. Rồi bỏ vô đi bà. Này em bỏ cho từng cái này bao nhiêu tiền cái? Đuôi nắp 10.000, thỏ mặt trăng 10.000, chân mèo lớn 12.000, bên trong có nhân nha má. Nhân gì vậy? Nhân hên xui ngẫu nhiên. Không biết làm, luôn bếp làm không có biết. Bếp làm á, bếp làm hay đi lấy lại của người ta. Trời ơi, ông ngoài có bán cũng lấy nữa chứ làm không nổi. Chảnh ghê luôn hả má? Tới làm trà sữa chảnh nhất Sài Gòn hay gì? Không dám chảnh ơi, thiệt sự. Ai nói làm trà sữa là hả là nhàn, không có đâu, vô làm đi biết. Trời ơi, vô làm gì giờ nhiều người cũng muốn làm lắm á, chia sẻ công thức đi. Để em nói mở lớp dạy công thức đây nè. Ờ, mở lớp dạy công thức đi. Trời, em khoái chơi mấy bộ môn mày lắm. Vậy giờ bà bán hay bà chơi? Vừa bán vừa chơi, vui vẻ vui vẻ. Bao nhiêu bán đâu cần đồng lời đâu hả? Trời, không cần má, không cần sao duy trì má. Tôi không cần thôi, tặng đi đừng bán nữa. Trời, tôi phải bồi tới sống luôn. Mình làm đổ kỳ công lắm đó. Lý do là sao đặt tên là Hút Ti? Thì bà hút cũng sao thì bà đặt tên gì đó. Bà hỏi gì kỳ vậy? Bút quăng thôi. Bút quăng. Bút quăng. Trời ơi, ăn cái này là mập 80kg luôn á. Cái đường nếp này nó có nhân nha mọi người. Nhân gì má? Lòng nhân ái hả má? Lòng nhân ái của mày hay gì? Có cái nhân đâu má. Nhân mà phiên của Mai rồi má. Chắc là cục phô mai đó. Thế đờ. Thế đờ, thế đờ. Phô mai béo. Nguyên một cục phô mai trong nó béo. Rất là béo. Cái đường nốt nè. Trà sữa truyền thống thơm, không bị quá ngọt, béo. Và đối với em á, ăn topping nè, ăn mấy cái thạch này ngon nhất là uống chung với lại trà sữa sô-cô-la với lại trà sữa truyền thống đó, là kết hợp là coi như là tuyệt vời luôn á. Còn nếu như mấy chị thích thái xanh hay thái đỏ hay là matcha thì cũng được, tùy theo khẩu vị mỗi người, nhưng mà đối với em hai cái này là kết hợp là ngon nhất. Tự hào vì có một đứa em bán trà sữa để mình có trà sữa uống miễn phí mỗi ngày.